Tôi là Đặng Thị Hồng, bắt đầu làm việc cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông do công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu EPC từ tháng 3 năm 2008. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với tiêu chuẩn, công nghệ, thiết bị của Trung Quốc và cũng là lần đầu tiên tôi được làm việc với những người đồng nghiệp Trung Quốc vô cùng dễ mến và giàu kinh nghiệm. Ừ, đi tàu hỏa nhé, và mẹ mua vé cho. Hôm nay con thấy mệt không? Con nóng quá, mẹ đội mũ cho con nhé, cho khỏi nắng nhé, trời hôm nay rất là oi bức. Ngày 6 tháng 11 năm 2021 là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi, trong sự háo hức chờ mong của người dân thành phố Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được vận hành. Sau khoảng thời gian đi vào vận hành, tôi thấy người dân Hà Nội rất tích cực đi tàu, check-in đăng ảnh. Đồng thời khen ngợi sự an toàn, thoải mái và tiện lợi của dự án, khiến tôi rất vui và tự hào. Công trình đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ, thiết bị của Trung Quốc đã thể hiện được những ưu điểm của loại hình giao thông văn minh hiện đại và trở thành xương sống của mạng lưới giao thông công cộng, có ý nghĩa to lớn đối với việc kết nối hoàn thiện chức năng mạng lưới giao thông đô thị Hà Nội, giải tỏa áp lực tham gia giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp tại Cục 6 Đường sắt Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã mang lại sự cải thiện tuyệt vời cho thành phố của tôi. Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của các bạn. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các bạn. Với việc đưa vào vận hành dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng phát triển bền vững, giống như những con tàu của dự án đang ngày ngày chạy đều đặn, bền bỉ, vững vàng và vươn xa, sẵn sàng hợp tác với ngày càng nhiều quốc gia để cải thiện chất lượng và thúc đẩy sự phát triển giao thông vận tải.